Hôm nay mình sẽ học bài đặc điểm hệ tiêu hóa và nôn ói ha. Còn bài đau bụng thì sẽ hướng dẫn các bạn tự học, rồi sẽ tự chuẩn bị bài và sẽ so với phần slide thầy gửi các bạn sau. Rồi mình bắt đầu. Thì mục tiêu I3 của mình như đã nói thì chủ yếu mình phải nắm vững được các định nghĩa thuật ngữ và các phần giải phẫu sinh lý cơ chế liên quan tới cái bệnh lý đó ha. Rồi thì về đặc điểm hệ tiêu hóa thì mình cần mục tiêu học của mình có 3 mục tiêu. Thứ nhất là phải thuộc được, kể được các đặc điểm của giải phẫu hệ tiêu hóa. Thứ hai là đặc điểm sinh lý. Và thứ ba là phân tích sự liên quan giữa đặc điểm giải phẫu sinh lý với bệnh lý đường tiêu hóa. Thì từ nắm mục tiêu 1 và mục tiêu 2, và thứ hai nữa là mình biết được là trẻ em khác với người lớn ở đặc điểm giải phẫu sinh lý gì, sẽ gây ra những cái kết quả gì. Một phần thì có hai hướng, một cái là tốt cho trẻ em, giúp cho trẻ phù hợp với giai đoạn tuổi của trẻ. Và thứ hai cùng với đó thì nó cũng có điểm bất lợi, là với những đặc điểm giải phẫu sinh lý đó thì nó cũng sẽ gây ra một số bất thường như một số bệnh lý. Và cái phần 3 là cái phần quan trọng nhất mà mình phải nắm vững, mối liên quan giữa đặc điểm giải phẫu sinh lý với bệnh lý đường tiêu hóa. Rồi mình bắt đầu. Rồi. Đầu tiên là phần đại cương về hệ tiêu hóa và ống tiêu hóa. Mình cần phân biệt hai khái niệm khác nhau. Ống tiêu hóa là bao gồm đoạn từ miệng đến hậu môn ha. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn. Còn đó là ống tiêu hóa. Rồi, còn hệ tiêu hóa là bao gồm ống tiêu hóa như mình mới kể và những cơ quan còn lại liên quan đến việc tiêu thụ và hấp thụ dinh dưỡng, như là tuyến nước bọt nè, như là tụy, gan, túi mật. Ở đây có hai khái niệm khác nhau: ống tiêu hóa và hệ tiêu hóa. Đây, mình trình bày lại ha. Ống tiêu hóa là bao gồm từ miệng tới ruột già. Rồi còn hệ tiêu hóa là bao gồm ống tiêu hóa và các cơ quan liên quan tới tiêu thụ và hấp thụ dưỡng chất khác. Về giải phẫu thì trước tiên mình sẽ nắm sơ qua các hình thành phát triển giai đoạn bào thai. Ruột trước tạo những phần nào, ruột giữa và ruột sau tạo những phần nào của cái hệ tiêu hóa. Rồi thì mình cần biết ruột trước tạo từ thực quản tới phần trên tá tràng của ống tiêu hóa. Ngoài ra còn tạo một số cơ quan của hệ tiêu hóa như là gan, ống mật, túi mật và tụy. Còn ruột giữa thì sẽ tạo từ đoạn dưới tá tràng cho tới 2/3 đại tràng ngang, kèm theo manh tràng và ruột thừa. Rồi ruột sâu sẽ từ 1/3 đoạn xa đại tràng ngang cho đến đoạn trên ống hậu môn. Các bạn chú ý chỗ này nha, ruột sâu chỉ tạo đến 1/3 đến một đến đoạn trên ống hậu môn chứ không tạo ra toàn bộ cái ống hậu môn, do 1/3 dưới của ống hậu môn được hình thành từ lớp ngoại bì của phôi. Rồi. Và cái đoạn trên ống hậu môn phân cách với xoang niệu dục bằng vách niệu kết tràng. Thì nếu mà không có vết niệu kết tràng thì là không có hậu môn. Đây là đặc điểm giải phẫu của trẻ. Nếu mà bất thường không có vết niệu kết tràng, nghĩa là không có hậu môn, trong cái bệnh lý gọi là bất sản hậu môn trực tràng. Và đây là một số bất thường do giải phẫu gây ra bệnh lý ở trẻ em. Cái này thì mình đọc thêm ha. Trong đó mình chú ý cái ruột xoay bất toàn, là ruột giữa phải xoay đủ 270 độ mới là bình thường. Bất kỳ cái mức độ xoay nào mà chưa đủ 270 độ, như 90 độ, 180 độ là đều gây ra bất thường, ruột xoay bất toàn dẫn đến hậu quả tắc ruột, xoắn ruột. Rồi bất sản hậu môn trực tràng thì mình mới trình bày. Và một đặc điểm nữa là bệnh lý Hirschsprung. Đây là bất thường di cư của tế bào thần kinh để hình thành hệ thần kinh ruột. Nghĩa là sao? Nghĩa là không có tế bào thần kinh trưởng thành ở trong ruột cái đoạn đó, có thể là đoạn ngắn hoặc đoạn dài, thịt xương đoạn ngắn hoặc thịt xương đoạn dài. Bất thường di cư tế bào thần kinh dẫn đến không có tế bào thần kinh trưởng thành ở cái đoạn ruột đó, thì không có tế bào thần kinh trưởng thành thì nó sẽ không đảm bảo được chức năng của ruột, trong đó có chức năng hấp thu và chức năng vận chuyển. Thì không đảm bảo được chức năng vận chuyển sẽ gây ra tắc một đoạn nhỏ của ruột. Nếu mà thịt run đoạn dài, nhiều nơi không có tế bào hoạch thần kinh trưởng thành thì sẽ tắc ruột đoạn dài.
còn chỉ có một đoạn ngắn thì sẽ tắt đoạn ngắn, gây ra ứ phân, ứ hơi ở trong ruột và biểu hiện ở trẻ là bụng chướng kéo dài. Mình chú ý đoạn này ha, không có tế bào thần kinh nên không đảm thực hiện được chức năng, không thực hiện được chức năng, không có nhu động thì sẽ gây ra ứ phân, ứ hơi những đoạn ở trên đó, gây ra chướng bụng kéo dài và ứ bất kỳ cái gì mà tắc nghẽn, có ứ động á, thì sẽ gây ra nhiễm trùng. Mình chú ý bất kỳ những cái tính chất này. Rồi mình sẽ đi tiếp tục từng phần, từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột, tụy và gan. Trẻ em có những đặc điểm giải phẫu gì khác với người lớn và những đặc điểm đó giúp ích gì cho trẻ hay sẽ có nguy cơ gì cho trẻ trong một số bệnh lý? Đầu tiên là miệng. Thì ở trẻ nhỏ đương nhiên là khoang miệng nhỏ ha. Trẻ nhỏ thì cái gì cũng nhỏ, từ miệng, thực quản cũng nhỏ, dạ dày cũng nhỏ. Dạ dày cũng nhỏ thì mình tí nữa mình sẽ đi đến cái phần dạ dày nhỏ dễ gây ra trào ngược thực quản. Thì đương nhiên trẻ nhỏ cái gì cũng nhỏ, thì khoang miệng của trẻ nhỏ, và để giúp ích cho hoạt động bú mút tốt của trẻ thì trẻ có đặc điểm giải phẫu về lưỡi là to, rộng và dày, kèm theo cơ môi má phát triển. Vì trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng thì bú là chính. Rồi. Và niêm mạc miệng của trẻ em á, thì mỏng, mềm, khô và nhiều mao mạch. Mình cứ nhớ cái chỗ nào á, mà nhiều mạch máu, nhiều mao mạch sẽ thuận lợi cho việc nhiễm trùng, nhiễm vi khuẩn, nhiễm ký sinh trùng. Thì việc niêm mạc miệng của trẻ mỏng, mềm, khô và nhiều mao mạch sẽ thuận lợi cho việc nhiễm nấm candida ở miệng. Còn gọi là bệnh nấm miệng á. Do đó mình chú ý là khác với người lớn, nấm, nhiễm nấm ở người lớn là liên quan tới suy giảm miễn dịch, thì mình phải tầm soát những nguyên nhân khác của miễn dịch. Còn ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi mà nấm miệng là lành tính do cái đặc điểm giải phẫu này. Nhớ nha, dưới 2 tuổi, đặc biệt là dưới 1 tuổi, nấm miệng là lành tính. Đây là hình nấm miệng ha. Nấm, thường là nhiễm nấm candida miệng. Rồi. Tới được tuyến nước bọt là thành phần của hệ tiêu hóa. Rồi. Thì đây là một số đặc điểm của tuyến nước bọt. Trong đó mình chú ý là tuyến nước bọt có men tiêu hóa tinh bột, như là amylase, betalanine và maltase. Trong đó trẻ dưới 4 tháng tuổi. Anh ơi, không có thấy slide anh. Mất. Lúc đầu các bạn có thấy không? Dạ lúc đầu có, thì lúc sau anh nói khoảng một hai câu nó hết. Thì ra rồi, chiếu lại. Thầy ở trên đây là chương chiếu, thầy coi lại. Thấy lại chưa các bạn? Dạ rồi ạ. Giờ mấy bạn không thấy slide từ cái slide đầu tiên luôn hả? Hay từ cái slide nào? Đến chỗ sau cái ruột xoay bất toàn đó. Bất thầy ạ. Ok. Mấy mốt mấy bạn nếu mà không lấy slide, mấy bạn cứ bật mic lên báo thầy nha. Rồi, sẽ bước toàn. Rồi, ok. Rồi, miệng ha. Nãy mình mới nói miệng. Rồi, thì đây là hình ảnh nấm miệng ha. Rồi. Vẫn thấy slide không mấy bạn? Dạ rồi, thầy ơi. Ok. Rồi, mình tiếp tục. Tuyến nước bọt như mình mới nói ha, có các men tiêu hóa tinh bột. Rồi, trong đó trẻ dưới 4 tháng tuổi á, thì chưa có hai cái men là amylase và betalanine.
chưa tiêu hóa được tinh bột. Đó là lý do đó trẻ dưới trẻ nhỏ phải 5 tháng trở lên mình mới cân nhắc cái việc ăn dặm. Còn trẻ quá nhỏ mà cho ăn dặm sớm đó, dễ gây ra tiêu chảy. À, đây là lý do ha. Chưa, dưới 4 tháng tuổi tuyến nước bọt chưa có men amila và ptyalin rồi. Và trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi thì tuyến nước bọt của trẻ sẽ phát triển hoàn chỉnh. Và ở lứa tuổi này sẽ gây ra có hiện tượng là chảy nước bọt sinh lý. Do hai lý do, thứ nhất là trẻ chưa biết nuốt nước bọt. Thứ hai là cái mầm răng kích thích dây năm tăng tiết nước bọt. Nên trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi sẽ có hiện tượng chảy nước bọt sinh lý. Mình nhớ chú ý chỗ này nha. Tuyến nước bọt có men tiêu hóa tinh bột và dưới 4 tháng là chưa có hai trong ba loại men đó nên chưa tiêu hóa được, nên không cho ăn dặm sớm ở trẻ em. Rồi. Rồi, đây là các giai đoạn về giai đoạn tiền răng và giai đoạn mọc răng. Thì giai đoạn mọc răng đó là từ tính từ lúc bắt đầu bằng cái răng sữa đầu tiên trừ 6 tháng tuổi. Rồi có hai mốc mình cần nhớ, 6 tháng tuổi là bắt đầu có thể mọc răng ha. Thì có trẻ 6 tháng mọc, có trẻ 7 tháng, có trẻ 8 tháng, có trẻ 9 tháng tuổi mọc cái răng đầu tiên. Cho đến và có hai mốc là 3 tuổi á, là mọc đủ 20 răng sữa và 6 tuổi là răng vĩnh viễn bắt đầu mọc. Đây là sơ đồ mọc răng của hàm trên và hàm dưới theo thứ tự. À đây, mình coi lại ha, thì cái tuổi mọc răng á, đầu tiên là cái răng số 1 ở hàm dưới ha. Đây, từ 6 tháng tới 10 tháng tuổi chứ không phải lúc nào cũng là 6 tháng tuổi. Nên nhiều người nhà đến với mình sao con tôi 7 tháng, 8 tháng chưa có mọc răng, có thiếu canxi gì hay không, thì mình phải coi lại. Nếu mà trẻ phát triển bình thường về cân nặng, về chiều cao ha, rồi và trẻ không có biểu hiện lâm sàng của thiếu canxi máu rồi thì mình giải thích với người nhà đó là hiện tượng sinh lý bình thường, do cái tuổi mọc răng á, có thể cái răng đầu tiên có thể dao động từ 6 tháng tới 10 tháng tuổi chứ không phải là lúc đó là mình bổ sung canxi em người nhà nếu mà uống canxi liên tục kéo dài thì nó sẽ nguy cơ sỏi thận cho tăng canxi máu, mình chú ý ha. Rồi cái sơ đồ này giờ mình sẽ xem ha. Mọc cái đầu tiên là răng một, còn là răng cửa đó của hàm dưới. Rồi về mình đọc thêm. Rồi sau phần miệng, tuyến nước bọt và răng tiếp tục đến phần thực quản. Rồi thì những cái phần đường kính đó, chiều dài thì mình sẽ về nhà mình đọc thêm ha. Và chú ý là thực quản đó, thì trong 2-3 năm đầu đời thì chiều dài thực quản sẽ tăng gấp đôi so với lúc mới sinh. Cơ thực quản đó, thì 1/3 trên là cơ vân và 2/3 dưới là cơ trơn, nên những bệnh lý nào như bất thường chức năng của cơ vân sẽ ảnh hưởng tới 1/3 trên của thực quản, và những bệnh lý nào liên quan tới bất thường cơ trơn sẽ ảnh hưởng 2/3 dưới của thực quản. Rồi bệnh lý nào thì mình có ví dụ ở đây như là bệnh bại não, rối loạn cơ những hầu sẽ ảnh hưởng 1/3 trên của thực quản, và bệnh achalasia và bệnh trào ngược chạy thực quản nó sẽ ảnh hưởng tới 2/3 dưới. Và mình chú ý một cái quan trọng á, trong cái ống tiêu hóa từ miệng tới hậu môn thì trong đó thực quản không có tham gia vào quá trình tiêu hóa mà chỉ có vận chuyển thức ăn ha, trong khi miệng cũng có tham gia vào quá trình tiêu hóa, dạ dày, tá tràng, ruột non, ruột già cũng có tham gia, nhưng riêng thực quản thì chỉ vận chuyển chứ không tham gia tiêu hóa. Đây là một số đặc điểm của thực quản về dạ dày, về giải phẫu ở trẻ em gây ra nguyên nhân trẻ nhỏ dễ bị trào ngược dạ dày thực quản. Rồi. Thì mình sẽ nói sơ qua, rồi phần dạ dày mình sẽ nói kỹ hơn từng phần. Thì về thực quản á, thì có hai nguyên nhân. Thứ nhất là thực quản ngắn. Và trẻ ăn thức ăn lỏng sẽ dễ trào ngược hơn là sữa đó, dễ trào ngược hơn thức ăn đặc. Và nguyên nhân thứ hai đó, là của thực quản đó, là có cơ thắt dưới thực quản yếu, là nó dễ mở ra. Rồi về nguyên nhân của dạ dày đó, là
do kích thước dạ dày nhỏ, thì này mình quay lại phần trên là trẻ nhỏ cái gì cũng nhỏ, miệng, thực quản, dạ dày và dạ dày nằm ngang. À, kích thước dạ dày nhỏ là sao? Nghĩa là dung tích của dạ dày ở trẻ nhỏ nó rất là nhỏ. Thí dụ như là trẻ 3 tháng tuổi, dung tích dạ dày là khoảng 100ml. Thì nếu mà uống sữa mỗi cử từ 50, 80 đến 100ml thì trẻ vẫn hấp thu được và ít có trào ngược dạ dày thực quản nếu không có nguyên nhân gì khác. Còn nếu mà dung tích dạ dày ở trẻ 3 tháng có 100ml mà các bạn cứ cho bú mỗi cử 120 đến 150ml mỗi tiếng bú một lần sẽ gây ra phần trào ngược. Rồi thứ hai là dạ dày nằm ngang, có chậm làm rỗng dạ dày và cơ thắt mông bị mạnh. Thì cái hình này mình chú ý á, vì hai cái cơ ở hai nơi, cơ thắt mông vị mạnh đóng chặt làm ứ thức ăn lại ở dạ dày, và cơ thắt dưới thực quản yếu là thức ăn dễ trào lên trên. Ở dưới đây vừa đóng mạnh và chặt làm ứ lại, mà cái phần đoạn nối từ thực quản tới dạ dày nó là yếu, nó lại dễ trào lên. Rồi mình qua phần dạ dày. Ngoài ra còn một số yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới trào ngược dạ dày thực quản, quần áo quá chật, béo phì hoặc những nguyên nhân khác. Rồi. Thì mình tiếp tục phần dạ dày. Thì nãy mình mới nói vị trí dạ dày đó, dưới 12 tháng đó, là nằm cao và nằm ngang, và trên 12 tháng tuổi đó, là dạ dày nằm dọc, và từ 7 tuổi trở lên thì dạ dày vị trí như người lớn, và dung tích dạ dày của trẻ nhỏ là nhỏ và tăng dần. Còn cơ dạ dày như mình mới nói, cơ thắt môn vị mạnh đóng chặt và cơ thắt tâm vị yếu. Đây. Cơ thắt môn vị ở đây ha, đoạn giữa dạ dày và tá tràng mạnh đóng chặt, cơ thắt tâm vị và cơ thắt dưới thực quản yếu. Rồi. Tiếp tục dạ dày á, thì có men tiêu hóa đạm và tiêu hóa mỡ, và người ta hay khi mà trên TV quảng cáo sữa đó thì người ta hay có đoạn là trước khi quảng cáo bất kỳ sữa gì, người ta có đoạn gì mọi người có để ý không? Có đoạn gì về sữa mẹ, mọi người có câu nói gì về sữa mẹ mọi người có để ý không? Mình có nghe quảng cáo trên TV hay YouTube là khi quảng cáo sữa không? Dạ, sữa mẹ rất tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thôi. Ok, thuộc đó ha. Rồi, sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thì học bài này á, mình sẽ thấy có nhiều nguyên nhân mà là sữa mẹ. Lúc khi trước khi quảng cáo bất kỳ cái sữa gì cũng là sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Rồi, cái đầu tiên liên quan tới dạ dày, thì trẻ bú sữa mẹ đó có thể hấp thu được 25% dưỡng chất trong sữa mẹ, bao gồm cả protein và lipid ha. Trẻ bú mẹ có thể hấp thụ được 25% dinh dưỡng trong sữa mẹ. Còn trẻ bú sữa công thức chỉ hấp thụ được đường, muối khoáng và một ít đạm hòa tan thôi ha. Nó khác nhau xa ha. Rồi, đó là một nguyên nhân đầu tiên của sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Rồi, tí nữa mình sẽ thấy những nguyên nhân khác. Rồi, về thời gian lưu trữ thức ăn ở dạ dày, thì sữa mẹ là thức ăn sẽ lưu lại từ 2 đến 3 giờ. Sữa bò 3 đến 4 giờ, và càng sữa có thành phần lipid càng cao á, là thức ăn lưu lại càng lâu. Sữa bò béo lưu lại 4 đến 5 giờ là nó ứ động lại đó. Và thức ăn sẽ ở dạ dày lâu hơn nếu có kèm những nguyên nhân khác, ăn quá nóng, quá lạnh hoặc là không được nghiền kỹ nhai nát. Thì cái này á, thì trên lâm sàng á, thì thầy hay giải thích với người nhà đó, nếu mà cái miệng không làm việc thì cái dạ dày phải làm việc nhiều. Nếu mà trẻ ăn mà không chịu nhai kỹ á, thì cứ nhiều trẻ thích nuốt cộng thức ăn mà không thích nhai kỹ, thì cái dạ miệng không làm việc thì cái dạ dày sẽ làm việc nhiều, và cái gì mà làm việc quá nhiều á, nó sẽ mau hư hại, dễ gây ra tình trạng viêm dạ dày hoặc đau bụng hoặc những nguyên nhân khác, hoặc là không tiêu, chướng bụng. Rồi, và đây là nguyên nhân thứ hai cho cái câu quảng cáo đó, sữa mẹ được hấp thu và tiêu hóa tốt hơn. Đó, mình coi lại thời gian lưu thức ăn,
sau mỗi 2-3 giờ sữa mẹ đã tiêu rồi, chứ không còn ở dạ dày nữa. Còn những loại sữa khác đó, phải cần thời gian lâu hơn để tiêu hóa và hấp thụ. Vì vậy á, trẻ bú sữa mẹ đó thì sẽ mau đói hơn. Mau đói hơn chứ không phải là bú không đủ. Thì cái này sẽ liên quan tới tình huống lâm sàng hay gặp, là những bà mẹ đó có con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, cứ thấy 2-3 tiếng là con khóc đòi bú nữa, cứ nghĩ là trẻ bú không đủ, cho uống thêm sữa công thức, cho mỗi tiếng mỗi uống, rồi cho uống thêm sữa công thức nữa, thì là không đúng. Trẻ bú đủ hay không á, là mình dựa vào trẻ có, trẻ nhỏ thì có tiểu đủ 6 lần một ngày hay không đi tiểu ha. Và thứ hai đó, trẻ phát triển về cân nặng và chiều cao phù hợp với lứa tuổi, như cái bài phát triển tâm vận dinh dưỡng mà mình học, chứ không liên quan tới cái chuyện mà trẻ bú đủ hay không đủ khi mà cứ 2-3 tiếng là trẻ đòi bú tiếp. Rồi. Và cái việc này đó, nó sẽ gây ra cái nguyên nhân đó. Mình coi lại nguyên nhân trào ngược chị thực quản ở trên, sau khi tổng kết mình học xong phần thực quản và dạ dày, thì ngoài thực quản mình đã nói rồi, thì dạ dày kích thước nhỏ nằm ngang rồi, cho nên với những người cứ một tiếng cứ thấy trẻ khóc là cứ cho bú bằng như nhau tất cả các lượng, như trẻ 3 tháng chứa được 100ml mà cứ tiếng nào cũng bú 100ml là đương nhiên là phải trào ngược rồi, tỷ lệ cao là phải trào ngược. Thứ hai là cũng là nguyên nhân đó, bú sữa công thức nó ứ lại lâu hơn, liên quan tới thời gian trữ thức ăn ở dạ dày như nãy mình nói ha, quá trình chậm làm trọng dạ dày thì sẽ dễ bị trào ngược hơn. Và thứ ba đó là liên quan tới hai cái cơ, cơ ở dưới và cơ ở trên, cơ thắt môn vị mạnh đóng chặt làm ứ thức ăn, còn cơ thắt dưới thực quản nó không có mạnh, không có đóng chặt như vậy, nó yếu, nó sẽ dễ bị đẩy thức ăn ngược lên trên. Rồi, đó là những nguyên nhân về thực quản và dạ dày gây trào ngược trên thực quản. Mình chú ý từng cái bài mình học á, là mình học để mình ứng dụng, chứ không phải mình học lý thuyết suông. Nên là mỗi cái nó đều có lý do, đều có ý nghĩa riêng. Thì mình học lý do, học ý nghĩa thì mình sẽ được nhớ được lâu. Còn mình cứ kiểu học thuộc bài, học gạo á, thì mình nhớ được 1-2 ngày rồi mình sẽ quên. Rồi, cho nên là những cái gì thầy hướng dẫn các bạn là điều liên quan hướng tới có giá trị trên lâm sàng hoặc nó có ý nghĩa. Rồi, mình mới nói trẻ trào ngược dạ dày thực quản. Cho nên tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, mình chú ý hai cái này khác nhau. Một cái là trào ngược dạ dày thực quản, một cái là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Mà tí nữa bài ối mình sẽ học. Thì giờ mình nói sơ qua, trào ngược dạ dày thực quản là lành tính ở trẻ em. 80% sẽ tự hết sau 6 tháng và 90% sẽ tự hết sau 12 tháng. Còn bệnh trào ngược dạ dày thực quản là, đã nói chữ bệnh là nó không phải là lành tính nữa rồi, thì nó sẽ là trào ngược dạ dày thực quản kèm với những triệu chứng hoặc biến chứng khác. Rồi. Cái slide này là mình nhắc lại một lần nữa các nguyên nhân ở dạ dày làm trẻ dễ bị trào ngược. Rồi. Tiếp theo tới bài ruột, thì cái phần chiều dài mình đọc thêm ha. Rồi, thì ruột ở trẻ em á, có cấu trúc giải phẫu giúp trẻ dễ hấp thu thức ăn. Có ba cái nhiều, nhiều dung mao nhô vào lòng ruột, nhiều lông ruột, nhiều mạch máu. Thì ba cái nhiều này giúp dễ hấp thụ thức ăn. Nhưng mà bên cạnh đó, mình mới nói nãy miệng nhiều mạch máu, môi nhiều mạch máu, niêm mạc miệng nhiều mạch máu, dễ bị nhiễm vi khuẩn, nhiễm nấm. Thì ở miệng là dễ nhiễm nấm candida, thì ở ruột có nhiều mạch máu ở ruột thì sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn. Thì trẻ nhỏ mới dễ bị viêm ruột như hơn người lớn ha. Rồi, mình chú ý ha, ba cái cấu trúc giải phẫu này giúp dễ hấp thụ thức ăn, nhưng mà đi kèm với nó cũng giúp nó cũng dễ gây ra tình trạng nhiễm khuẩn ở đường ruột. Và tiếp tục một cái đặc điểm giải phẫu nó của ruột đó, dễ gây bất thường ở trẻ là trẻ nhỏ dễ bị sa trực tràng hơn người lớn, do trực tràng dài, cơ yếu và nó dính vào nhau lỏng lẻo. Dính chặt thì ít có sa xuống dưới, mà dính lỏng lẻo là dễ sa xuống dưới khi có bất kỳ áp lực nào, như là tăng áp lực trong ổ bụng bằng cái ho hay trẻ rặn nhiều của trẻ táo bón ha. Có hai nguyên nhân trẻ nhỏ dễ bị sa trực tràng.
cực càng dài, cơ yếu, và các lớp này nó dính nhau lỏng lẻo. Rồi, mình học thêm một cái đặc điểm giải phẫu của trẻ ứng dụng trên lâm sàng là tại sao trẻ nhỏ lại dễ bị lồng ruột hơn người lớn. À, thì trẻ nhỏ có nhu động ruột nhiều, nhu động mạnh. Thứ hai là mạch kêu ruột dài, cố định kém. Và cái quan trọng nhất là sự mất cân đối kích thước giữa hồi tràng và mang tràng. À, như mình hình cái này, này, mình cứ nhìn hình cho nó trực quan sinh động ha. Đây, cái đoạn này là cái mang tràng ha. Đây, mang tràng. Cái này là hồi tràng của ruột non. Đây, hồi tràng của ruột non ha. Đây, cái này hình ảnh bình thường, đây hình ảnh lồng ruột. Hồi tràng của ruột non chui vào trong cái mang tràng. Rồi, thì ngoài hai nguyên nhân á, là lồng ruột nghĩa là sao? Thứ nhất á, mình cần hiểu định nghĩa lồng ruột là một đoạn ruột này chui vào đoạn ruột khác, như là cái hình ảnh lồng ruột ở dưới đây mình thấy. Thì có ba nguyên nhân: nhu động ruột nhiều, nó đẩy mạnh thì nó sẽ càng dễ đi chui vào chỗ khác, còn nó ít thì nó đứng một chỗ nhiều hơn. Thứ hai là mạch kêu ruột dài, cố định kém. Và thứ ba nguyên nhân quan trọng nhất là mất cân đối kích thước giữa hồi tràng và mang tràng. Do từ 4 tháng, lúc 4 tháng tuổi á, thì kích thước của hai cái đoạn này nó gần như là bằng nhau. Nhưng mà từ 4 tháng tuổi tới 10 tháng tuổi thì mang tràng nó phát triển nhanh hơn, nên nó sẽ bự hơn. Thì nếu mà hai đoạn ruột nó bằng nhau thì nó sẽ khó chui vào nhau hơn. Còn khi á, mà có một cái quá lớn, một cái quá nhỏ kèm theo nhu động ruột nhiều thì nó sẽ dễ chui vào, gây ra tình trạng lồng ruột. Cho nên là cái lứa tuổi mà gây hay gặp bị lồng ruột là lứa tuổi nhỏ, từ 6 tháng đến 3 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi do nguyên nhân này, từ 4 đến 12 tháng tuổi đây. Rồi, thứ hai á, là trẻ nam dễ gặp lồng ruột hơn trẻ nữ do trẻ nam có nhu động ruột nhiều. Tất cả những cái gì nó liên quan tới dịch tễ nó đều có giải thích bằng nguyên nhân được hết ha. Rồi, trẻ nam và đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi sẽ dễ bị lồng ruột hơn là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là nam là nhu động ruột nhiều hơn nữ. Thứ hai là dưới 1 tuổi là cái kích thước của mang tràng nó phát triển nhanh hơn cái hồi tràng nhiều. Và tiếp tục nữa là từ cái nguyên nhân này sẽ gây ra 90% lồng ruột là xảy ra ở vị trí hồi mang tràng. Rồi đây ha. Rồi, nên mình chú ý ba cái đặc điểm nguyên nhân này gây lồng ruột và nó giúp giải thích cái phần dịch tễ và cái phần vị trí dễ bị lồng ruột. Tiếp tục. Chuyển động của ruột thì có ba loại chuyển động: chuyển động quả lắc để nhào trộn và thức ăn và men tiêu hóa. Giống như mình học, mình coi, mình đi ăn, mình thấy có xoài lắc đó, sa kê lắc này nọ đó ha. Rồi, có ba chuyển động. Thứ nhất là quả lắc, thứ hai là nhu động một chiều để tống và chất thải, và thứ ba chuyển động ngược ở ruột già. Nghĩa là sao? Khi mà ruột tạo ra phân xuống dưới cực tràng mà vì một lý do nào đó mà chưa đi tiêu ra được, do bón, do cố tình nín nhịn hoặc do nguyên nhân khác, thì có thể phân nó sẽ được đẩy ngược lại trên ruột già. Đây gọi là chuyển động ngược. Còn ngoài ra những đoạn khác của đường ruột là chuyển động một chiều. Mình học chuyển động ruột có ba chuyển động ha: lắc, nhu động và ngược ha. Rồi, đây là thời gian lưu trữ thức ăn ở ruột. Và mình học tác động của thần kinh đối với ruột thì thần kinh phế vị sẽ làm tăng chức năng của ruột, còn thần kinh giao cảm sẽ ức chế. Thần kinh phế vị làm tăng chức năng của ruột, thì tăng chức năng thì tăng vận động, tăng bài tiết, tăng hấp thu, còn giao cảm là ức chế. Hai tác dụng ngược nhau. Rồi, ngoài đặc điểm giải phẫu của ruột và chuyển động thì mình có đặc điểm về sinh lý. Thì ruột có chức năng tiêu hóa và hấp thu đường, đạm, mỡ và nước và các thành phần khác. Và mỗi đoạn ruột non khác nhau có chức năng hấp thu chất dinh dưỡng khác nhau. Gây ra tổn thương ở đoạn ruột nào
sẽ gây bất thường hấp thu chất dinh dưỡng ở đó. Thí dụ như là bệnh viêm dạ dày tá tràng, đặc biệt là tá tràng, thì sẽ gây ảnh hưởng tới hấp thu sắt, gây ra thiếu máu thiếu sắt. Rồi tổn thương ruột non, ngoài hấp thu những chất dinh dưỡng đường đạm mỡ như nói, còn liên quan tới điện giải thì tổn thương ở ruột non cũng là ảnh hưởng tới hấp thu điện giải. Và tổn thương ở đoạn cuối hồi tràng thì sẽ gây ra ảnh hưởng tới hấp thu muối mật và vitamin B12. Thì những trẻ có tình có một bệnh lý gì đó gây viêm nhiễm loét hoặc tổn thương ở đoạn cuối hồi tràng sẽ gây ra, có thể gây ra thiếu máu hồng cầu to do thiếu vitamin B12. Rồi. Ngoài đặc điểm đó thì ruột non có chức năng hấp thu lactose, thì tình trạng bất dung nạp sữa đó, người ta còn gọi là bệnh tên đúng là bất dung nạp lacto, thường xảy ra ở người châu Á và người châu Phi do cái đặc điểm là hoạt tính men lactase giảm sau 4 tuổi ở cái nhóm người này. Đó là lý do tại sao người châu Á, người châu Phi dễ có tình trạng bất dung nạp lacto hơn. Rồi. Trong hấp thụ lipid chất béo thì có axit béo chuỗi ngắn, chuỗi trung bình và chuỗi dài. Trong đó axit béo chuỗi trung bình là ruột hấp thu được tốt nhất, do nó đây là loại axit béo được hấp thu hiệu quả hơn những loại axit béo khác, vừa được hấp thu trực tiếp vào tế bào mà không cần axit mật. Thì cái này sẽ liên quan tới ứng dụng trên điều trị bệnh, là đối với những trẻ có tình trạng dị ứng đạm sữa bò, hoặc đối với những trẻ sơ sinh viêm ruột nặng, thì bất kỳ tổn thương nào nó đều có thể ảnh hưởng tới chức năng. Thì khi viêm ruột nặng nó sẽ ảnh hưởng tới tình trạng hấp thu thức ăn ở ruột, trong đó có hấp thu lipid. Thì đối với những trẻ viêm ruột nặng thì người ta hay dùng sữa có thành phần axit béo chuỗi trung bình là chính, để giúp cho trẻ hấp thu được tốt hơn. Hoặc là những trẻ sanh non, hoặc là những trẻ có bệnh lý đặc biệt ở ruột, thì sữa điều trị đa số là sữa có thành phần axit béo chuỗi trung bình là chính trong những cái thành phần lipid, do cái nguyên nhân này. Tiếp tục liên quan tới ruột, về cái vi khuẩn đường ruột á, thì 8 giờ đầu sau sinh á, thì ruột không có vi khuẩn. Từ 10 tới 12 giờ trở đi á, thì có hai loại vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu. Rồi như mình thấy trên slide. Và thay đổi chủng vi khuẩn ở ruột sẽ tùy theo loại sữa mà trẻ uống, sữa mẹ khác, sữa công thức khác. Và đây là cái nguyên nhân thứ ba mà sữa mẹ luôn được quảng cáo là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, do sữa mẹ có beta lactose giúp ức chế phát triển E. coli là một vi khuẩn có hại, thì mới gây ra đó là dịch tễ trẻ viêm ruột ở trẻ sơ sinh là dưới 1 tháng tuổi là dễ bị viêm ruột hơn. Trong đó có những yếu tố nguy cơ, trong các yếu tố nguy cơ thì có là dùng sữa công thức. Rồi thì nãy giờ mình đã thấy nhiều nguyên nhân rồi ha. Sữa mẹ đó được hấp thu được tốt hơn, trẻ nào bú sữa mẹ thì hấp thu được 25% dinh dưỡng ở trỏng, còn trẻ bú sữa công thức chỉ hấp thu được đường là chính. Thứ hai là sữa mẹ được tiêu hóa tốt hơn, trữ dài dài ngắn hơn, ít có trào ngược hơn. Và thứ ba đó là đây, sữa mẹ có beta lactose làm ức chế phát triển E. coli là vi khuẩn có hại hay gây ra tình trạng viêm ruột, nhiễm trùng đường ruột ở trẻ nhỏ. Và vi khuẩn đường ruột đó, có chức năng chống vi khuẩn gây bệnh, hấp thu vitamin B và vitamin K. Nhớ hai chỉ hấp thu được hai loại vitamin này là chính thôi ha. Và tăng tiêu hóa đường đạm mỡ. Đây là sinh lý giải phẫu và chức năng của vi khuẩn đường ruột. Tiếp tục một cái ứng dụng trên lâm sàng là phân, mà hôm bữa mấy bạn có hỏi về cái phân xanh, thì ở trẻ dưới 1 tuổi là vẫn có tình trạng bài tiết ngoài ý muốn, nghĩa là đi tiêu mà không tự chủ á. Rồi từ 1 tuổi trở đi, với nếu được huấn luyện thì mới có thể cải thiện cái tình trạng mà đi tiêu không tự chủ, đi tiêu ngoài ý muốn. Rồi phân có hai giai đoạn là phân su ngay sau sinh hoặc là một ngày trong ngay sau sinh thì sẽ có màu xanh thẳm như mình thấy ở đây. Rồi. Và đối với trẻ
từ sau giai đoạn phân xu trở đi thì có ba cái một phân là bình thường và ba cái một phân là bất thường mới đi khám ngay. Rồi mình nói cái bất thường trước, phân màu đỏ màu đen là bất thường do liên quan tới xuất huyết tiêu hóa. Rồi vậy thì phân màu trắng xám tại sao là bất thường mấy bạn? Phân màu trắng xám tại sao lại là bất thường? Trắng hoặc là bạc, ai có từng nghe nói không? Bạc màu hoặc màu trắng. Có bilirubin này. Thưa bạn. Các bạn nào từng nghe nói không? Tắc cũng mật à, đúng rồi ha, tắc mật ha. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, cảm ơn mấy bạn ha. Rồi, nên ba cái màu phân này á, là bất thường là phải đi khám liền ha. Màu đỏ, màu đen của xuất huyết tiêu hóa. Ngoài ra cái chỗ này chú ý một cái liên quan tới lâm sàng á, là phân mà màu đỏ là mình không nói rồi. Nhưng mà màu hồng vẫn là máu ha. Chú ý ở trẻ em ha, nó không như người lớn. Người lớn á, xuất huyết tiêu hóa màu đỏ, màu đen. Ở trẻ em có thể cũng có đỏ đen như người lớn. Nhưng mà ngoài ra có thể phân có màu hồng hoặc là nhầy máu. Phân nhầy máu ở trên nhỏ có thể là nhầy thấy máu đỏ, màu đỏ, hoặc là nhầy dây máu, hoặc chấm máu, hoặc là nhầy hồng, đều là máu hết nha. Rồi có ba màu phân bất thường mới đi khám là màu đỏ, màu đen của xuất huyết tiêu hóa và màu trắng xám của tắc mật như mấy bạn nói. Ngoài ra thì những màu sắc như vàng, màu nâu và màu xanh lá cây là hoàn toàn bình thường ở trẻ em nếu như không kèm những cái triệu chứng khác như là đi tiêu lỏng nước hay là kèm máu. Chú ý nha, vàng, nâu, xanh, lá cây là bình thường ở trẻ em nếu như không kèm những triệu chứng khác. Rồi, và đây là câu trả lời cho mình thắc mắc là phân xanh ở trẻ em có phải là nhiễm trùng hay bất thường hay không. Trẻ có phân, trẻ có phân xanh do nhiều nguyên nhân, thứ nhất là đối với những trẻ uống sữa công thức. Rồi thứ hai á, là hồi nãy mình mới nói cái slide hồi nãy là sữa công thức có nhiều sắc. Thứ hai là hồi nãy mình mới nói á, là cái thành phần axit béo chủ trung bình á, sẽ hấp thu trực tiếp vào tế bào và không cần axit mật. Thì với những trẻ có bệnh lý mà cần dùng sữa điều trị như là trẻ diễn đạm sữa bò hoặc là viêm ruột nặng ha, trẻ diễn đạm sữa bò dùng sữa thủy phân hoàn toàn, cái sữa này á, có thành phần axit béo chuỗi trung bình là chính, thì nó đi trực tiếp hấp thu vào ruột mà không cần axit mật, không cần muối mật, thì mật sẽ được thải ra phân nhiều hơn gây ra tình trạng phân màu xanh. Rồi cho nên là vàng, nâu, đặc biệt là xanh lá cây là bình thường. Sau khi mình học bài này á, thì nếu mà mình có người nhà hay là có bệnh nhân hay có người quen mà hỏi phân xanh có gì hay không, mà nếu mà không kèm nhầy máu, không lỏng nước, không có sốt, không có ói, không có triệu chứng gì khác hết, thì tất cả đều là bình thường. Và cái này mình cũng nhắc lại một cái của bà Tiêu Chạy Chấp là cái số lần đi tiêu nó không quan trọng. Phân xanh đi tiêu 6 lần một ngày mà nó sệt, không có lỏng thì không phải là tiêu chảy và cũng là bình thường luôn. Khi nào lỏng nước mới là tiêu chảy cấp. Thì mình nhớ là cái định nghĩa tiêu chảy cấp là tiêu chảy là lỏng và lớn bằng 3 lần một ngày ha, chứ cái số lần không nó không có ý nghĩa quyết định. Rồi tiếp tục một lý do thứ tư nữa mà sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là do sữa mẹ, uống sữa mẹ thì ít có bị bón hơn là sữa công thức. Do khi trẻ nào uống sữa công thức thì sẽ gây tình trạng phân khuôn, phân rắn, dễ bị táo bón. Nên sẽ có, mình sẽ gặp nhiều cái tình huống á, là trẻ 3 tháng đầu, 4 tháng đầu uống sữa mẹ hoàn toàn, phân đẹp, sệt, đi tiêu đều mỗi ngày. Tới lúc mà chuyển qua sữa công thức là mới bắt đầu có tình trạng táo bón. Có thể là phân cứng dần dần hoặc là bón tới nỗi 3-4 ngày mới đi tiêu được. Đây, lý do tiếp theo. Rồi, tiếp tục. Đặc điểm của tụy. Hình dạng này thì mình về mình đọc thêm. Chủ yếu mình chú ý mấy cái cấu giải phẫu và chức năng liên quan tới bệnh lý. Thì tụy có hai chức năng y chang như người lớn. Chức năng nổi tiếng là insulin liên quan tới vận chuyển glucose.
và chức năng ngoại tiết là có tiêu hóa đạm, đường, mỡ, như là ruột ha, ruột cũng có tiêu hóa đạm, đường, mỡ. Rồi trong đó có một đặc điểm sinh lý liên quan tới bệnh ở trẻ em hay gặp là tụy ở trẻ nhũ nhi và trẻ dưới 1 tuổi ha, tiết ít lipase và amylase hơn là những trẻ lớn. Do đó những trẻ này hấp thu tinh bột, chất béo chủ yếu dựa vào cái amila, nước bọt và lipa ở lưỡi như là mình học ở cái bài miệng. Rồi, nên những trẻ nhũ nhi nếu mà ăn uống thức ăn có nhiều tinh bột sẽ dễ gây tiêu chảy do không đủ cái men để tiêu hóa được. Mình nhớ lại cái vụ mà tiêu chảy có 4 cơ chế của tiêu chảy. Mình mới học hôm bữa, mọi người còn nhớ cơ chế nào không? Có một cái cơ chế liên quan, thì mọi người có nhớ cơ chế nào và cái cơ chế gì gây ra tình trạng mà ăn uống nhiều tinh bột và tiêu chảy ở trẻ nhũ nhi này? Rồi, thẩm thấu rồi, cảm ơn bạn, giỏi ha. Rồi bạn có bạn còn có nhớ những cái cơ chế nào của tiêu chảy không? Mình học có 4 cái cơ chế của tiêu chảy á, mình học bài này mình ôn bài khác luôn mình sẽ nhớ lâu. Ngoài thẩm thấu ra còn có cơ chế nào nữa? Các bạn nhớ không, tiêu chảy có những cơ chế nào gây tiêu chảy trong 4 cái cơ chế đó? Rồi cảm ơn bạn ha. Rồi tốt, có 4 cơ chế ha, mình chẳng mình ôm luôn. Xâm nhập là chui vào tế bào gây phá hủy, xuất tiết là tiết ra độc tố ha, không có phá hủy tế bào. 3 là bám dính, là bám lên bề mặt làm cản trở. Và thứ 4 là thẩm thấu, thì cái cơ chế của cái trẻ nhũ nhi dễ bị tiêu chảy hơn trẻ lớn là do cơ chế thẩm thấu, không đủ men để tiêu hóa đường ha, dẫn tới thức ăn đó là có tính thẩm thấu cao đó, có độ thẩm thấu cao đó ha, không tiêu hóa được thì nó phải vẫn ở trong tùy vẫn ở trong dạ dày, vẫn ở trong ruột, thì ăn có độ thẩm thấu cao sẽ dễ gây tình trạng tiêu chảy cho trẻ nhũ nhi hơn là những trẻ khác. Rồi và tiếp tục chứ với cái nữa là chức năng nội tiết, thì cái này ai cũng biết rồi là bất thường của tụy về insulin á, sẽ gây ra tình trạng đái tháo đường ha, ở trẻ em hoặc người lớn. Bất thường ở tụy do tụy có chức năng nội tiết của insulin. Rồi về đặc điểm của gan thì cái trọng lượng này mình về mình đọc thêm ha. Rồi trong đó kích thước mọi người chú ý là sơ sinh á, thì trái kích thước lớn hơn thì phải, còn trẻ lớn thì tùy phải mới lớn hơn tùy trái. Và gan có một đặc điểm nhiều mạch máu nhớ mình quay lại cái bài miệng và bài ruột, cứ cái chỗ nào mà nhiều mạch máu là dễ nhiễm trùng kèm theo đó gan ngoài việc nhiều mạch máu thì nó còn nhỏ nên chức năng chưa trưởng thành, chức năng chưa hoàn thiện sẽ dễ gây mất bù. Thì khi mà suy gan, sơ gan sẽ dễ là sơ gan mất bù. Và cái chức năng chưa hoàn thiện thì trong nhiều chức năng của gan có chức năng thải độc ha, thì có hai cái nguyên nhân gây tình trạng dễ suy gan mất bù và nhiễm trùng huyết ở gan là do thứ nhất ở trẻ em, thứ nhất là gan chưa trưởng thành, chức năng chưa hoàn thiện, và thứ hai là nhiều mạch máu. Thì cái này mình quay lại cái bài hô hấp, trẻ nhỏ dễ bị viêm phổi dễ bị bệnh đường hô hấp viêm phổi, viêm tiểu phế quản hơn là người lớn, là hay gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi là chức năng hô hấp chưa hoàn thiện và phát triển cũng chưa hoàn thiện. Rồi ở gan này mình liên hệ lại bài đó ha. Và đây là 5 cái chức năng của gan là cái chuyển hóa thải độc để mình mới nói chức năng chưa hoàn thiện, trong đó có chức năng chuyển hóa thải độc rồi thì không thể đọc được thì dễ bị nhiễm trùng huyết. Còn ngoài ra gan có chức năng về đường mỡ đạm, trong đó đạm của gan thì mình chú ý một cái là có protein albumin rồi nên mình đi học người lớn có
có liên quan tới cái tình trạng suy gan đó, có giảm albumin máu. Rồi thì cái này nó thêm liên quan đến lâm sàng ha, thì là phải là suy chức năng gan kéo dài thì mới gây ra giảm albumin máu ha, chứ không phải là suy gan cấp mà giảm albumin máu liền, này là liên quan tới kéo dài ha. Rồi à, gan có chức năng về CRP ha. Rồi nên những kẻ mà tổn thương gan á, mà có nhiễm trùng á, có thể là CRP nó không có tăng. Rồi tiếp tục là chức tổng hợp của bổ thể là liên quan tới tình trạng miễn dịch của cơ thể, và cái quan trọng, đặc biệt quan trọng liên quan tới bệnh lý á, là gan á, tạo nên những cái protein liên quan tới đông máu, trong đó có các bốn yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K là 2, 7, 9, 10. Rồi thì mình nhớ cái chỗ vitamin K này á, thì nãy mình mới nói qua là vi khuẩn đường ruột có khả năng hấp thụ vitamin B và vitamin K nha ha. Nên tổn thương cái đường ruột tổn thương rối loạn vi khuẩn đường ruột, mà nếu mà làm ảnh hưởng tới vitamin K thì sẽ làm gây ảnh hưởng tới chức yếu tố đông máu này ha, 2, 7, 9, 10, bao gồm cả ngoại sinh là yếu tố 7 và yếu tố nội sinh. Rồi. Ngoài ra thì gan còn có chức năng chuyển hóa thải độc và chuyển hóa bài tiết bilirubin gây ra cái màu sắc phân và màu sắc nước tiểu. Rồi. Tổng kết bài này thì mình cần nắm hai ý, thứ nhất là giải phẫu chức năng của hệ tiêu hóa, và thứ hai là cái quan trọng nhất, từ mình nắm được giải phẫu chức năng, mình sẽ suy ra được những cái bệnh lý, những cái bất thường ở trẻ nhỏ liên quan tới giải phẫu chức năng. Vậy mình tóm tắt qua một số cái bất thường vậy, đây. Rồi cái bất thường về tắc tắc của quá trình phát triển phôi thai ruột ha. Rồi đây là cái việc trẻ nhỏ dễ bị nấm miệng hơn do nhiều mao mạch, cứ nhớ nhiều mao mạch là dễ có vi khuẩn hoặc là nấm. À, mỏng đi mặt miệng mỏng mềm khô nhiều mao mạch. Rồi tiếp tục là về thực quản và dạ dày, trẻ nhỏ dễ bị trào ngược dạ dày thực quản hơn do những yếu tố liên quan tới thực quản, thực quản ngắn, cơ thắt thực quản dữ yếu, và những yếu tố liên quan tới dạ dày nhỏ nằm ngang, chậm lầm rỗng và cơ thắt môn vị mạnh. Tiếp tục là cái tình trạng trẻ nhỏ dễ bị viêm ruột và dễ bị sa trực tràng hơn do những đặc điểm cấu tạo, giải phẫu, chức năng gì. Rồi trẻ dễ bị lồng ruột hơn là tại sao ha? Do ba yếu tố nguy động ruột nhiều mà cái ruột dài cố định kém, và quan trọng nhất là cái sự mất cân đối kích thước do hồi tràng và manh tràng. Làm cái hồi tràng, làm cái manh tràng đó, từ 4 tháng trở lên nó to hơn cái hồi tràng nhiều, thì một cái to và một cái nhỏ thì cái nhỏ sẽ dễ chui vào. Đây là hình ảnh lồng ruột ha. Rồi thì lúc đó mình suy ra được, mình hiểu được tại sao mà những trẻ yếu tố dịch tễ là trẻ nam và trẻ dưới 1 tuổi dễ bị lồng ruột hơn, và tại sao là 90% cái lồng ruột lại xảy ra ở chỗ hồi manh tràng. Rồi mình biết về ruột non có những đoạn khác nhau giúp hấp thụ những chất dinh dưỡng khác nhau, thì tổn thương cái đoạn nào sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu dinh dưỡng ở đoạn đó. Rồi vi khuẩn đường ruột ha. Màu sắc của phân, cái này quan trọng liên quan tới lâm sàng. Rồi tình trạng của tụy, và từ cái ruột đó, mình nhớ lại là có những cái nhiều nguyên nhân khác nhau đó, làm người ta có câu quảng cáo trên TV trước khi quảng cáo sữa nào thì cũng là sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Theo bài này mình học được 4 cái rồi đó, là sữa mẹ thì trẻ hấp thu được 25% chất dinh dưỡng, còn sữa ngoài chỉ hấp thụ được đường là chính. Rồi tiếp theo đó là sữa mẹ sẽ tiêu hóa tốt hơn, hấp thụ tốt hơn, sẽ ở dạ dày ngắn hơn, giúp hạn chế cái việc trào ngược dạ dày thực quản. Thứ ba là sữa mẹ đó là có đây, có beta lactose làm ức chế phát triển E. coli, là một cái vi khuẩn có hại dễ gây ra tình trạng viêm ruột. Thứ tư là uống sữa mẹ thì ít có táo bón như là sữa công thức. Mình kết thúc bài này ở đây. Mọi người có thắc mắc gì không?
À, có thắc mắc gì mình có thể chat và không chat, hoặc mình bật mic lên mình nói ha. Nếu không thì 5 phút nữa mình sẽ bắt đầu và tiếp theo là bài ói.